Mày vào đây, nhanh đi. Sao ạ? Mày có ngửi thấy cái mùi gì không hả? Mùi khét ạ. Này, đi xem, đứa nào nấu một đen thui như này. Bây giờ con đổ đi, con nấu lại cho mẹ là được chứ gì. Thôi ông ơi, ông đi giam nhá. Ai cắt rốn cho ông mà ông ngu như bò đấy hả ông? Con bò ấy, nó mà được như con ấy, thống trị thế giới lâu rồi. Đã ngu rồi con cái hả? Không được cái thích sự ấy. Ít ra con thông minh hơn con bò. Ôi, may quá chưa cháy. Vâng ơi, bà đây mày bỏ ngay đây. Vâng, đợi con tí. Mày nhìn xem cái phòng mày nó có tinh không con? Buồn cười nhỉ, phòng con lát con dọn, kệ con, nhưng con ở chay ở đâu. Tao đùa với mày đi hả? Dọn ngay đi nhá. Này, nhìn có khác gì cái chuột lợn không? Mẹ nói thế mất quan điểm. Ít nhất cái phẩm con như resort 5 sao cho lợn đấy. Như resort 5 sao cho lợn đấy. Này, mày nhìn lại xem con đúng được cái chuột lợn không? Phòng con còn tốt cả. Phòng con đâu rồi? Sao lắm lợn thế này? Mẹ ơi! Lợn, mấy con lợn đâu rồi? Cái thằng này, mày đang ngủ trương thay giờ mày còn làm ồn à hả? Về đến nhà mà không giúp mẹ được cái gì hết. Lâu lắm không biết được ngủ nhiều như thế, mẹ phải thông cảm cho con chứ. Lại còn cãi à hả? Mày suốt ngày cắm vào một cái điện thoại còn ngủ ít cái gì hả? Thanh niên trai tráng mà lười thối thay ra, không giúp được cái tích sự gì hết. Mẹ cứ nói quá lên. Con chỉ hơi lười thôi chứ không thối. Con chỉ hơi lười thôi chứ không thối. Cái thằng này mất dạy nhỉ? Dạy, đi mua cho mẹ gói một canh, nhanh lên. Nhanh. Ê, thối thế nhở? Thối thế này chắc lười lắm đây này. Chán mà lười thối thay ra. Cái thằng này, đến giờ cơm mà mày cứ cắm mặt vào cái điện thoại thôi. Mẹ nói mày bao nhiêu là mày cấm có nghe thế hết hả? Con không nghịch đâu. Con đang trực tổng đài cứu trợ mùa lũ cho người dân miền Trung mà. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân vùng lũ cần cứu hộ, hãy gọi tới đường dây nóng 1800 6132 để được hỗ trợ. Đây là hotline miễn phí, luôn có 30 tình nguyện viên trực hoạt động 24/7. Cái thằng này thế mà được nhỉ? Này, mẹ bảo thật nhá, mày á làm gì thì làm, con lớn có khôn đi con ạ. Làm sao ạ? Mày xem con nhà người ta kìa, bằng tuổi mày á, đỡ đần bố mẹ bao nhiêu việc rồi đấy. Mẹ lúc nào cũng con nhà người ta, nó là đứa nào? Thì cái hoài đây. Này, rồi sáng nào cũng thấy ô tô trở về nhà đấy. Nó bán diêm chứ gì, diêm chứ gì. Này, con mẹ trông thế mà khởi nghiệp tốt nhỉ? Thôi không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Đấy, đọc tí là lại tự ái rồi đấy. Này à, mày không chịu học nhá, không chăm chỉ đi nhá, rồi sau này bốc cứt mà ăn con ạ, cứt mà ăn con ạ. Ăn đầu ăn cứt. Mẹ này đang ăn cơm thì không nói cái từ đấy, mất cả ngon. Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày, tao còn phải nói điêu mày à hả? Mày cỡ mày sau này rồi chó lấy con ạ. Chó nó mà lấy được con à? Phúc ba đời tổ tiên nhà cẩu ấy mẹ.